Hello, em xin chào cả nhà nha. Thì bữa nay em đi chợ em mua được mớ cá sặc nè cả nhà. Thì ở chỗ em nó lâu lắm, lâu lâu mới gặp được bữa có cá này nè. Thì cá này người ta cũng có làm sẵn rồi, em mua miếng sả về mình kho sả nha. Với lại hai trái bí đao này mình nấu canh với lại tôm khô ha cả nhà. Tôm khô thì mình bây giờ mình cho nước mình ngâm cho khoảng 15 20 phút nha. Rồi thì cái phần cá này thì em cũng đã rửa sạch rồi nè. Bí thì em cũng gọt xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ ốp cá nha cả nhà. Thì mình cho ở đây một ít nước màu nè. Xong rồi mình sẽ trộn đều nước màu lên ha. Nước màu này mình thắng, tự mình thắng nhà nè. Lâu lâu ăn cá sặc này chắc ngon dữ lắm luôn. Tại vì ở chỗ mình nó nước mặn á, cho nên ít có nước mà có cá này lắm. Mình sẽ cho vô đây là 2 muỗng cà phê bột ngọt nha, cái muỗng nhỏ xíu quá cả nhà. Mình thích ăn ngọt thì mình cho miếng đường vô, em thì em thích ăn nó ngọt ngọt xíu vậy đó. Rồi mình cho nước mắm vô ha, thì mình trộn lên cho nó thấm gia vị. Mình để đây là mình ốp khoảng 20 phút nha, cho nó thấm gia vị, xong rồi mình đem đi kho cho con cá mình nó dẻ nó ngon hơn á. Rồi thì mình sẽ quay qua đây mình xắt cái phần bí này nè. Bí đao mà nấu với tôm khô ăn thì rất là ngon luôn á, rất là ngọt luôn á cả nhà. Rồi mình chẻ ra làm tư, mình bỏ bớt cái phần hột này nè. Cái phần ruột này nè mình bỏ bớt nha. Cái ruột này mà nó hơi vàng, cái là mình nấu nó bị chua chua. Đó thì bây giờ mình sẽ sắc theo tùy thích của mình ha cả nhà. Bữa cơm của em hôm nay cũng rất là đơn giản luôn á. Tuy còn đơn giản vậy nhưng mà ăn rất là ngon luôn á. Rồi bây giờ em sẽ đập mấy tí tỏi này để lát em phi em nấu canh với lại em kho cá luôn nha. Bây giờ thì em sẽ bắt cái nồi lên để em nấu canh trước nha. Mình cho cái nồi lên để mình cháy tỏi cho nó thơm thơm chút vậy đó. Thì mình cho một ít dầu ăn vô rồi mình cho tỏi vô mình phi. Rồi tỏi nó vàng á thì mình cho một miếng nước vô. Cho hồi mình ăn cái nước nó thơm vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần tôm khô vô luôn nha. Mình nấu cho nó mềm. Mình ngâm cũng lâu lắm á, tại vì tôm khô thì nó cũng cứng á. Em cho ở đây 2 muỗng cà phê bột ngọt nè. 3 muỗng cà phê hạt nêm nha. Hạt nêm này nó có vị mặn cho nên em không cần thêm muối đâu. Ở đây là cái cảnh quê của nhà em nè cả nhà. Trời lúc này nắng nóng gì mà quá chừng luôn á. Rồi quay lại cái nồi thì nó có ít bọt nè, em sẽ hớt bọt nha. Rồi cái phần nước này cũng sôi nãy giờ, nó sôi cho tôm nó mềm ra rồi. Bây giờ em sẽ cho bí đao vô nè. Mình xắt cái miếng dừa dừa nó cũng mau chín lắm luôn cả nha. Trời này nắng nóng ăn canh bí đao cho nó mát nha. Rồi cái nồi canh em nấu nãy giờ cũng chín rồi, em cho hành xong rồi mình nhắc xuống nha. Thơm quá chừng luôn nè. Khói bay ngun ngút luôn á. Rồi tiếp theo thì bây giờ em sẽ kho cá nha cả nhà. Thì em cho cái chảo lên nè. Để mình phi tỏi ớt với lại sả. Mình phi cho nó thơm á. Rồi mình cho tỏi ớt vô rồi mình cho sả vô luôn nha. Nấu lò củi này á, chùi son chùi nồi thì nó hơi cực nhưng mà em thích nấu. Em rất là thích nấu củi luôn á.
rồi mình xào cho cái phần sả này nó thơm lên nè. Rồi sả của mình nó đã thơm rồi nè, bây giờ em sẽ cho cá vô ha. Cá sặc gì đây là người ta mần xong sẵn cho mình đó, 70 cành một ký đó cả nhà. Hôm nay con cá nó cũng bự chứ nó không có nhỏ không. Chỉ mình về rồi mình cạo dãy cho nó sạch chút vậy đó, chứ thì mình rửa là sạch à, chứ không có mần gì hết trơn á. Rồi mình cho nó thấm gia vị xong đi, rồi mình cho vô đây một ít nước ha. Tại vì nãy nước mắm bột ngọt gì đó mình cũng đã cho vô đây hết rồi. Thì cái gia khẩu vị của gia đình mình sao thì mình nêm vậy ha. Chứ đây thì em nấu theo cái cảm tính của em thôi à, chứ em không có đong đo liều lượng gì hết trơn á. Con cá này thì mình cũng hơi nhẹ nhàng với nó một chút á, mình trở về cho nó thấm á cả nhà. Rồi thì bây giờ em sẽ cho nước vô đây nè. Thì mình cho nước vô đây thì mình kho khi nào nó sắp sắp lại là được rồi đó, tại vì con cá sặc nó cũng nhanh chín á. Chưa gì hết trơn á, mẹm nó bụng rồi đó. Rồi cái phần cá này mình sôi nó sôi lên là bây giờ mình trở bề nó nha, cho nó thấm á, thơm quá chừng luôn rồi. Rồi thì bây giờ cái chảo cá của mình cũng đã chín rồi nè, quá chừng ngon luôn, cái màu rất là đẹp luôn nha. Rồi thèm nó đói bụng quá chừng luôn, bây giờ ăn với miếng cơm trắng cái nữa thì nó hết sảy luôn cả nhà. Mấy con cá đồng này em rất là thích ăn luôn, tuy nó đơn giản nhưng mà nó rất là ngon luôn á. Cái này mà cho vô miếng cơm cái nữa họ nó ngon. Rồi bây giờ em chiên thêm miếng thịt nữa là xong nha cả nhà. Nè có miếng thịt và gọi em muối xả nè, mình chiên lên cái nữa là xong cái bữa cơm của mình rồi đó. Đồ ăn của em cũng đã chín hết trơn rồi nè, thì em đã cũng đã dọn gọi hết trơn rồi. Thì cả nhà nhìn cái dĩa cá của em nè, ồ có hấp dẫn chưa nè. Thì cái bữa cơm của em hôm nay cũng rất là đơn giản, nhanh gọn luôn hen. Em xin mời cả nhà dùng cơm với em hen. Em cũng chúc cho cả nhà mình có một bữa cơm thật là ngon miệng nè. Thì em cũng cảm ơn cả nhà đã dành ít thời gian để xem video của em ha. Em hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye.